Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X390 nha mọi người. Và đây là cái bản đặc biệt, cái bản full option của X390 luôn. RAM 16 nha, và dòng X thì không có nâng cấp được RAM mọi người. Những cái dòng đời mới sản xuất 2020 á, trở lên là không có nâng cấp được RAM. Thành ra là X là mỏng, là gọn, là chất lượng rồi, mà quan trọng là RAM 16 và LED phím rồi đầy đủ hết. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Vỏ ở ngoài là tương đối đẹp. Cái X390 á, là cái mẫu nó nhỏ, nó gọn, y hệt X280 thôi, nhưng mà màn hình nó 13.3 inch, là cái size vừa phải đó mọi người, không có nhỏ quá cũng không có to quá. Dòng X thì cái đẳng cấp của dòng X là màn hình nó rất là đẹp mọi người. Từ từ mình sẽ mở bên trong mình quay cho mọi người xem. Vỏ ở ngoài là tương đối đẹp. X390 hiếm có con nào mà nó còn vỏ nó còn đẹp, mà khi mà mình nhìn nghiêng mình không có thấy cái vết quằn 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 á mọi người. Nó còn nguyên cái tấm lụa phía trên luôn, cái lớp lụa mà kim tuyến ở trên luôn á. Nhưng mà nói chung máy cũ đó qua sử dụng thì nó không thể nào như máy mới được. Nó có một cái vết xước lông mèo rất là nhẹ tí chỗ này nha. Còn lại là mình thấy là như vậy cũng là tương đối ok. Để mình xem thử. Nói chung là tương đối đẹp, tương đối đẹp nha mọi người. Các ngõ kết nối, ngõ sạc Type-C sấm sét nè, ngõ kết nối Type-C, ngõ rồi USB, HDMI, tai nghe, cạnh viền mỏng nha mọi người, nhẹ USB. Và đây màn hình 13.3 inch, webcam rồi đầy đủ hết. Màn hình đó là Full HD và màn rất là đẹp, màu sắc tươi rói luôn, đẹp cực kỳ đẹp. Đẹp, chất lượng cực kỳ luôn nha mọi người. Tại vì nó ThinkPad thì nó chia làm nhiều. Ví dụ như là dòng E, dòng L, dòng T, sau đó thì dòng X, X rồi tới X1. Vậy cho nên chia nhiều dòng thì mỗi cái dòng nó có mỗi cái đẳng cấp, nó khẳng định từ lâu tới giờ rồi. Tại sao mà nó là X là bởi vì là màn hình nó đẹp, cái gì nó cũng chất lượng hơn hết. Phím này á là mình đã dán phím quốc tế rồi nha mọi người, có nghĩa là mình dán, mình đè lên và che những cái tự nhật đi, để mình dán, để lâu lâu mình dán một hai con như thế này để mọi người thấy là sau khi dán phím quốc tế là nó gọn và nó đẹp như thế nào, vẫn đúng khuôn để mà mình. Còn đây là cái dòng mà có LED phím nha. Đây mọi người nè, LED phím sáng trưng luôn. Ở đâu rồi? Đây nha, đây mọi người, để ban đêm rồi làm việc đó. Và bàn ra chuột thì đẹp, góc cạnh này nó hơi bóng một tí nha mọi người. Nó hơi bóng và nó hơi hơi mòn tí xíu xíu vậy thôi. Nó có nghĩa là nó, mình nghĩ là người ta hay gắt tay á mọi người, cũng không đến nỗi nào. Do ban đêm quay thì nó bóng, nhìn nó rõ hơn như thế này. Bên này thì cũng tương đối sạch sẽ. Đây ha, phím thì hơi bóng nhẹ thôi, không bóng nhiều, mà mình dán phím quốc tế mình dán luôn. Đây màn hình đó là đẹp, 1920x1080. Màn hình thì mình thường khen về cái dòng X390 này là nó đúng là như vậy luôn mọi người, đẹp. i5-8365 nha mọi người, 8 CPU i5 Gen 8 nè, và RAM 16GB. Đó, cái RAM này là X390 nó còn bản RAM 8GB nữa. RAM này là không có nâng cấp được, cho nên là RAM 16GB rất là hiếm luôn, rất là ít gặp. Mình khỏi phải nâng cấp nữa và máy nó khỏe hơn. Dòng X390 mà mua RAM i5 mà RAM 16 là cũng rất là ok rồi. Còn SSD là 256GB. Cái này thì riêng nhà sản xuất nó sao là vậy mọi người. Và cái SSD này mình có thể nâng cấp lên 1T, 2T hay bao nhiêu đều được hết trơn. Nâng cấp SSD là vô tư nha. Chỉ có phần RAM là không có nâng cấp được, mà RAM 16 thì quá là chất lượng. Ở đây là mình check series của máy ha, mà máy được sản xuất cuối năm 2020 ha, mọi người ha. Rất là chất lượng luôn. Hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm. Pin trên 3 giờ, kèm sạc Type-C zin mã A784 này. Nói chung là vỏ ở ngoài là mình thấy là như vậy là tương đối đẹp so với những cái dòng khác, không thể nào mà như mới được. Nhưng mà máy cũ đã qua sử dụng rồi thì con X390 này là cái vỏ tương đối đẹp. Ở bên góc nó hơi mòn chút xíu thôi, còn lại là ok. Mình báo giá mọi người, giá cực kỳ tốt luôn. Con máy không có lỗi làm gì hết. A784 RAM 16 LED phím, giá là 5,6 triệu nha mọi người. Giá là cực kỳ ok cho các con X390. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Máy thì luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng. Mình còn bao cho mọi người mở máy để kiểm tra, để biết có zin hay không luôn. Cho nên mọi người yên tâm, máy nào cũng vậy hết. Đó là nhà mình, đó là nhập máy dù xấu dù đẹp, trầy tróc mình sẽ quay rất là rõ chi tiết cho mọi người xem. Tại vì nó là cái gọi là ngoài da, còn ở bên trong là chất lượng lúc nào cũng là trên hết, hàng đầu, cho nên mọi người khỏi lo. Cảm ơn mọi người nhiều.